Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trả bài này là miêu tả mối quan hệ tiếp theo của bạn. Và vì đây là một trả bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy là cái mối quan hệ tiếp theo của các bạn có thể là sẽ lúc đầu mang đến cho các bạn niềm vui, sự nhiệt huyết trong cuộc sống và giống như là mang đến cho bạn một nguồn năng lượng để các bạn có thể cố gắng trong mọi mặt của cuộc sống của các bạn luôn. Và nó khá là tích cực, mặc dù là mối quan hệ này nó không có nhiều lời lãng mạn nhưng mà hành động là nhiều, hành động quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Và mình thấy khi mà mọi người nhìn vào cái mối quan hệ giữa bạn và cái đối tượng này thì họ rất là hâm mộ, bởi vì hai bạn vừa là người đồng hành vừa là người yêu của nhau luôn, kiểu có thể tâm sự, nói chuyện, chia sẻ với nhau và luôn mang cho nhau cái niềm vui và cái sự nhiệt huyết trong cuộc sống. Các bạn nhìn nhận cuộc sống khá là thực tế và cái mối quan hệ của các bạn ấy, nó không phát triển quá nhanh nhưng mà nó có mang một cái năng lượng nào đó bền vững, kiểu vững chắc đi với nhau, yêu theo cái kiểu trưởng thành, không cần phải quá là nồng nhiệt bùng cháy hay sao đấy, nhưng mà cứ êm đềm ở bên nhau, chia sẻ cho nhau cái cảm giác ấm áp thôi.